Ladies and gentlemen, my name is Dean Dubden, and this is Mr. David. David, you want to say to, something to the audience? Sure. Chúc mừng năm mới. Today we will have the interview, Mr. David. I asked for the audience. They want to know that why you want to play danbo, because the danbo is a Vietnamese instrument, and why you like it and then you play it. Mình vừa hỏi với ông David là tại sao ông lại thích chơi đàn bầu, vì đây là đàn bầu là nhạc cụ của dân tộc Việt Nam. Tại sao ông lại thích chơi? I suppose it comes from the love of the music first. I heard Vietnamese music in 2001 during a trip there, and it just kind of got under my skin. Found recordings of it to listen to, first on flute, but then I heard the danbo quite a bit, and that really spoke to me. And I found a danbo and a teacher, and all of a sudden I'm in a group, Tieng Hoai Hung, and we're performing music around the Portland area. And I'd have to say my love for the whole thing is partly the people that I'm playing music with, that I get to meet. The music, certainly. There's some very rich music that is almost unknown outside of the Vietnamese community. And some of it is even being lost in the Vietnamese community. People don't know it as much. So maybe part of my mission that I see myself as shining a light on some music that is being neglected. Cho nên xin tạm thông dịch ý chung của ông David muốn nói. Ông nghe và nhận biết được tiếng đàn bầu khoảng 2001, và đến 2003 thì ông bắt đầu luyện tập đàn bầu với cô giáo Phạm Thu Hương. Rồi ông ta đã vào cái nhóm tiếng Hoài Hương của cô Phạm Thu Hương để đàn cùng với ban nhạc. Thì ông nói rằng là ông đi diễn rất nhiều nơi: Toronto, Canada, Seattle, Washington, Oregon, hay là Orange County, California. Thì nói chung là ông rất yêu mến môn đàn bầu này, và ông đã đi diễn nhiều nơi, nhiều chỗ và nhiều thành phố. Hôm nay thì Trần Đình và ông David sẽ cùng trình bày nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Long Ngân. Thì chúng tôi đang ở tại nhà đây, và chúng tôi cùng luyện tập với nhau để chuẩn bị cho cái chương trình ngày 2 tháng 2 năm 2019 tại Oregon, chương trình Tết của cộng đồng Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về, sáng tác Trịnh Lâm Ngân, trình bày Trần Đình và Mr. David Đạt Bổng. Thank you.
trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng bừng xuân. To play for an event, but we like to plan our own event every couple of years or so. In August this year, we're doing our own show at Rock Creek Community College, Portland Community College at Rock Creek, rather. And we enjoy doing the music that we love. And it's a mixture of old and new music, of different types of music from all different regions of Vietnam. Ông nói là ông chuẩn bị cho cái show mà tháng 8 thì sẽ đàn tại College PCC Rock Creek. And then at that show, you want to talk to that show about that show for audience they want to know, and then maybe they will come to the show and then they
see you play. Well, we would love that. I don't have a list of music that we're playing quite yet. We're still putting that together and practicing it. But one thing we love to do is get other people involved from the community, and oftentimes from out of state, come and participate in the program with us. Oftentimes we go up to Seattle, for example, or down to Orange County to perform in their events, and they come up and join for ours. So it's a fun opportunity to see some exceptional talent, both from the Portland area as well as from other parts of the country, who come and make music with us. So when you have a poster and then the show will start in August, and you will post on the Facebook, and then people want to know that the day, the time exactly, and then they can come and join with us, right? That's right. You can say anything after we the end of this interview. Well, I would love to see as many people as possible enjoy this beautiful music. Thank you. Thank you very much for listening to us. And cảm ơn toàn thể quý vị và các chị các bạn đã xem buổi phỏng vấn ngắn này. Mến chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Happy New Year! Happy New Year!